Thưa quý khán giả, tính đến ngày hôm nay, có ít nhất 10 địa phương công bố thời gian tự trường năm học 2023-2024. Hầu hết đều đón học sinh sớm hơn một tuần trước ngày khai giảng. Các địa phương đã có lịch tự trường như Hà Nội, Phú Thọ, Bắc Giang, Nghệ An, Thái Bình, Ninh Bình, Nam Định, Thành phố Hồ Chí Minh. Theo khung kế hoạch năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, học sinh cả nước sẽ tự trường sớm trước một tuần so với ngày khai giảng. Riêng đối với lớp 1, lịch tự trường sớm nhất trước 2 tuần. Các địa phương có thể tự trường sớm hơn kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo không quá 15 ngày. Khung kế hoạch năm học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành được áp dụng với các trường công lập và khối tư thục.